Thưa quý vị và các bạn, lễ trao bằng tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các bạn sinh viên. Hành trình 4 năm đầy kỷ niệm, khép lại áp lực, niềm vui, nỗi buồn và đánh dấu chặng đường hạnh phúc được vượt qua chính mình. Rời giảng đường đại học cũng là lúc các tân cử nhân bước sang một hành trình mới, thực hiện lý tưởng và hoài bão của riêng mình để phấn đấu trở thành những công dân ưu tú của xã hội, đóng góp sức lực và trí tuệ để xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Sau đây xin mời quý khán giả cùng ekip thực hiện chương trình Góc nhìn người tiêu dùng của chúng tôi đến tham dự lễ bế giảng năm học của một ngôi trường đã có bề dày 47 năm đào tạo thế hệ trẻ tương lai. Vào sáng ngày 3 tháng 3 năm 2024, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung đã long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao quyết định tốt nghiệp cho hơn 400 kỹ sư, tân cử nhân các ngành công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin khóa 43 năm học 2023-2024. Đây chính là thời khắc ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành và bước sang chặng đường mới của mỗi sinh viên tốt nghiệp. Tham dự buổi lễ có Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung cùng các đại diện doanh nghiệp trên cả nước, các giảng viên nhà trường và người thân của sinh viên. Với góc độ là giảng viên, là lãnh đạo khoa, thì tôi luôn luôn kỳ vọng vào các lớp thế hệ sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung nói chung, sinh viên khoa điện điện tử nói riêng và đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp năm nay. Với chương trình đào tạo, với đội ngũ giảng viên và với thực tiễn các lớp thế hệ sinh viên đã ra trường, thì tôi tin tưởng rằng là các sinh viên tốt nghiệp năm nay và các năm tiếp theo sẽ đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội và sẽ là thế hệ học trò gây dựng, đặt những viên gạch kế tiếp cho sự phát triển lịch sử của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung. Trong tương lai, tôi nghĩ rằng sinh viên với những cái kiến thức được trang bị tại trường sẽ được phát triển và đem lại lợi ích cho cá nhân và đem lại cái thương hiệu đào tạo cho nhà trường. Hòa trong không khí phấn khởi vui tươi của sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung bày tỏ hy vọng tin tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, với những kiến thức kỹ năng đã được tích lũy, các em sẽ không ngừng phát huy và nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp, những vị trí công tác sau này để khẳng định bản thân, khẳng định thương hiệu nhà trường, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và xã hội. Tôi hy vọng là sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trở thành giáo viên và giảng viên. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, học tập để trau dồi kiến thức, để truyền lửa cho các bạn sinh viên, học sinh sau này. Giữ gìn và phát triển thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung, nhà trường không ngừng đổi mới sáng tạo vì người học và sự phù hợp. Cảm xúc hiện tại của tôi là rất là vui và tự hào. Bởi vì là tôi đã vượt qua tất cả những cái khó khăn từ khi mới nhập trường. Thì hiện tại là tôi đã nhận được cái bằng kỹ sư. Định hướng của tôi sau này là tôi sẽ công tác ở khu vực Sơn La và tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là vận dụng những kiến thức thực tế, khẳng định bản thân cũng như là khẳng định thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung. Để khích lệ tinh thần không ngừng học hỏi của sinh viên khóa 43, nhà trường đã có giấy khen tặng cho tất cả sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi và sinh viên có thành tích trong công tác, phong trào của nhà trường. Đây chính là những giây phút xúc động và tự hào đối với các bậc phụ huynh tới tham dự và bản thân các em sinh viên, đồng thời là động lực để các em sinh viên khóa dưới phấn đấu đạt được thành tích học tập tốt nhất. Nhằm thúc đẩy quá trình học tập tích cực cho các sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung đã tăng cường kết nối bền vững với các tổ chức doanh nghiệp trên cả nước, xây dựng môi trường đào tạo theo hướng đại học ứng dụng, thực tế tại các doanh nghiệp. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên tích lũy nhiều kinh nghiệm và nắm bắt cơ hội việc làm tốt hơn sau khi ra trường. Công ty cổ phần đầu tư Zinex của chúng tôi thì hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm phát triển nguồn nhân lực, giới thiệu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực miền Bắc. Chúng tôi đồng hành cùng với nhà trường kể từ khi mà ngay từ cái khâu đưa các em sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp. Và trong cái quá trình đồng hành cùng với nhà trường thì chúng tôi nhận thấy rằng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi mà các em đến thực tập là đánh giá rất là cao về thái độ, tinh thần làm việc, tinh thần học hỏi và điều đặc biệt là kiến thức nền tảng ấy mà nhà trường trang bị cho các em ngay từ khi ở nhà trường ấy, có thể nói là rất là vững, khá là sát với yêu cầu về thực tiễn. Sự học là vô cùng quan trọng, vì thế khi đặt quyết định theo học, dù ở bất cứ trình độ nào, các bạn sinh viên đã rất dũng cảm, vượt qua nhiều khó khăn vất vả để hoàn thành chương trình học tập tại nhà trường. Bởi lẽ đó, tấm bằng tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ là quả ngọt, trái thơm mà các bạn sinh viên TIU xứng đáng nhận được. Chắc chắn nó sẽ góp phần tạo nên những thành công của các bạn trong tương lai.